Phải đó. Đâu rồi? Hả? Tao muốn gặp Thái Điệp cô nương. Thái Điệp cô nương đâu? Hả? Được rồi. Phải đó, nói gì tao cũng sao rồi chuyện này kia là sắp nó gặp có phải gì không? Được rồi. Này nè, cạn chung, cạn chung. Cạn chung. Này nè, cạn chung. Được rồi, uống đi, uống đi. Cạn đi. Được rồi. Mọi người làm ơn yên lặng một chút. Gì vậy? Sao vậy? Cũng chưa biết mọi người là ai. Tin tức cũng nhạy bén quá trời. Hả? Mọi người nghe ai nói Thái Điệp chúng tôi hôm nay về đây vậy? Rồi không phải rồi. Thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có gì phải không? Cô ấy phải là của ta. Rồi mà cô ấy là của ta. Người ta đâu có muốn gặp ngươi. Người ta muốn gặp ta. Ban nãy ta đã nói với mọi người rồi. Cô ấy về thăm quê nhà mới quay lại thôi. Đường xa xôi vất vả, đi rất là mệt. Trời ơi, cho dù trong tay mấy người có mấy ngàn lượng bạc, Thái Điệp chúng tôi cũng sẽ không gặp mấy người đâu. Hả? Cái gì? Là sao? Phải vậy không? Đúng rồi. Đúng đó. Chúng tôi tới đây là vì Thái Điệp cô nương mà. Phải rồi, chính là như vậy. Đúng rồi, là vì chuyện này mà. Kỳ lạ quá. Đại nhân, phải mời. Bà chủ. Bạch công tử, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Bà chủ, hôm nay ở đây náo nhiệt thật đó. Náo nhiệt sao? Cũng không biết là ai đã đồn đại nói Thái Điệp chúng tôi hôm nay trở về quán. Thì ra là Thái Điệp cô nương thực sự ở thiên hạ đệ nhất lâu. Do sao vậy? Hôm nay huynh tới cũng là vì muốn gặp Thái Điệp chúng tôi sao? Bành mũ đúng là tới đây vì Thái Điệp. Nhưng mà người muốn gặp Thái Điệp lại không phải là Bành mũ. Rất mong bà chủ giới thiệu cho chúng tôi gặp gỡ. Đâu phải là huynh không biết Thái Điệp cô nương nhà chúng tôi. Cô ấy vừa về tới vẫn còn rất mệt, không muốn gặp ai hết. Huynh không nhìn thấy sao? Ta phải xoa dịu các khách quan ở đây nè. Bà chủ à, vậy cô có thể mời hết những vị khách đệ ra ngoài được hay không? Bành công tử, huynh đang nói đùa đó hả? Ta mở quán làm ăn đó, chỉ có mời khách tới quán, làm gì có chuyện đuổi khách đi chứ. Bà chủ à, hay làm gì đi. Hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt từ kinh thành tới quán của cô. Bành Hưng. Dạ. Bà chủ à, bà xem không biết số ngân lượng này có đủ bao cả tủ lầu của cô không? Đủ, quá đủ luôn. Số bạc này đủ để bao cả quán mấy ngày luôn đó. Tuy là khó xử nhưng mà ta vẫn phải nói. Bây giờ cô mời hết khách ở đây ra ngoài giùm đi. Được. Còn không phải vì huynh sao? A Trung. Các vị hãy nghe tôi nói. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì nữa vậy? Sao vậy? Hôm nay thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi có khách quý ghé thăm, cho nên là thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi mời mọi người lập tức ra về. Hôm nay mọi người ăn uống gì đều do thiên hạ đệ nhất lầu này mời hết. Sao vậy chứ? Đừng không phí hả? Nhưng mà đang không chờ Thái Điệp cô nương đâu chứ? Bành công tử, bây giờ chỗ chúng tôi người đã đi hết, cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Huynh xem thử thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi như vậy được chưa? Đúng rồi, vị khách quý từ kinh thành tới mà huynh nói, rốt cuộc khi nào tới đây vậy? Xin chờ một chút. Bành Hưng. Dạ. Ngươi biết nên làm sao rồi. Dạ. Mọi người vào đi. Thank you.
Công tử, đi từ từ, mời. Mời công tử. Công tử đi từ từ. Long trọng quá vậy? Vị này chính là vị khách quý mà công tử chúng tôi vừa nhắc tới. Người này vô cùng tôn quý. Bà chủ à, vị này chính là khách quý từ kinh thành. Trời ơi, thật không ngờ khách quý từ kinh thành tới cũng biết được danh tiếng của thiên hạ đệ nhất lầu này. Lệ nương ta tự nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự. Trung. Dạ bà chủ. Có khách quý, pha ấm trà ngon đi. Có ngay. Xin hỏi vị công tử này tên họ là gì? Tại hạ họ Long, ở nhà đứng hàng thứ ba. Cô cứ gọi là Long Tam được rồi. Thì ra là Long Tam công tử. Công tử dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, tài giỏi hơn người, cao quý sang trọng, vừa nhìn là biết người có tiền. Trà tới đây. Ê, khoan đã. Để tôi tự làm. Xin hỏi công tử đang kinh doanh ngành gì vậy? Gia thuộc, châu báu và một số đồ cổ. Bà chủ à, Long công tử ở kinh thành là đệ nhất phú hộ. Thì ra Long công tử là chuyên buôn bán lớn. Công tử, ngài muốn ăn món gì? Hôm nay lệ nương sẽ mời khách. Hôm nay ta chỉ muốn gặp thái điệp cô nương. Thái điệp cô nương này, cô ấy không tùy tiện gặp khách đâu. Miếng ngọc phỉ thúy này có giá trị liên thành. Nhờ cô giúp ta đưa cho thái điệp cô nương, xem cô ấy có chịu gặp ta hay không. Ôi trời ơi, đây đúng là món đồ tốt có giá trị liên thành. Nhưng mà ngài thật sự muốn tặng món đồ này cho thái điệp cô nương làm quà gặp mặt sao? Tuy rằng là thái điệp cô nương này tính tình hơi bướng bỉnh, nhưng mà với miếng ngọc trị giá vạn lượng này, Long Tam công tử xin chờ chút. Công tử. Ngồi xuống đi. Dạ. Công tử, ở đây dù sao cũng đã bên ngoài Tử Cấm Thành, quả thực thuộc hạ cảm thấy rất là lo lắng. Ê, ngươi không cần phải lo. Nguyên Tâm hạ không phải thuộc địa phận ngươi quản lý sao? Trẫm không thấy có gì đáng lo. Bành Bằng lo sợ, an nguy của người vô cùng quan trọng. Bành Bằng lo lắng, trong lòng cứ thấy bất an. Ta thấy hay là gì? Ta biết là người ở bên cạnh của ta rất cẩn trọng. Hay là vậy đi, ngươi cứ về xử lý công việc của ngươi trước. Muộn một chút ta sẽ đi tìm ngươi. Chuyện này, công tử à. Ê, ta biết là ngươi đã bố trí mấy trăm binh lính ở bên ngoài thiên hạ đệ nhất lầu này rồi. Với lại Tiểu Nghiêm Tử và Tiểu Thạch Tử đều biết võ công, ngươi không cần phải lo. Công tử. Được rồi, đi đi. Dạ. Hả? Bành Bằng cáo lui.